Thanh Được kính chào ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và toàn thể quý vị cùng các bạn đã quay trở lại kênh của Thanh Được. Bây giờ hiện giờ là 0 giờ 20 phút ngày 12 tháng 7 năm 2023, đã gần 1 giờ sáng rồi. Thì Thanh Được vẫn đang gấp rút để bọc và kiểm tra test máy các cái đơn hàng để trong cái buổi sáng sớm ngày mai vận chuyển đi nhanh nhất để cho tất cả các bác. Đấy, gần 1 giờ sáng đêm này. Đã qua 12 giờ đêm này. Hai chiếc máy sơ hạt Wing LM358H bản cải tiến 2023 này. Cả hai chiếc này Thành Được đã kiểm tra và test máy ghim điện, tất cả mọi thứ đã ok rồi. Và hai chị lưu ý là khi mà lắp máy thì cái gờ này sẽ phải vuông góc thẳng với cái tay cầm để nó mới đóng điện. Cái mỏ vịt trên nắp nó phải vuông mấy cái mỏ rót nước ở cái bình thủy tinh, cối thủy tinh. Cả hai chiếc đều như vậy, hai chiếc đều hoạt động ok hoàn hảo. Sẽ được dán tem này, dán tem của Thành Được công khai địa chỉ số điện thoại để các anh, các chị, các bác, các chú liên hệ. Đây là cái đai inox này. Đấy, máy thì đều được tháo ra này. Hàng bán lẻ nhá. Tất cả hàng bán lẻ bên Thành Được trước khi gửi đi đều được tháo tung hết cả ra. Ghim điện để kiểm tra phụ kiện. Ngày 12 tháng 7 2023 này. Chiếc máy sơ hạt xay nấu đa năng Wing LM358H bản cải tiến 2023 gửi về cho chị Nguyễn Thị Hạnh ở địa chỉ ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai. Bảo hành cho chị chính hãng 12 tháng, lỗ sản xuất 1/1 trong 7 ngày và vẫn cam kết là bảo trì trọn đời máy, thay thế sửa chữa linh kiện. Chiếc thứ hai thì được gửi về cho chị Hà ở địa chỉ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, thị trấn Chư Pa Đông, Gia Lai. Và máy xay hạt Wing xay nấu đa năng LM358H bản 2023 này Thành Được cũng cam kết bảo hành chính hãng cho chị 12 tháng, lỗ sản xuất 1/1 trong 7 ngày. Hết bảo hành 12 tháng, Thành Được vẫn cam kết bảo trì, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa linh kiện, trọn đời máy. Và hai chị lên YouTube gõ tổng kho Thành Được và gõ cái hướng dẫn sử dụng máy sơ hạt Wing thì Thành Được có làm một cái video hướng dẫn rất là chi tiết cả hai máy. Ngoài trời bây giờ đang rất là tối. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì ở phía xa kia gần như xe đi lại rất là thưa thớt rồi. Gần 1 giờ sáng rồi. Chiếc nò chiên không dầu Capen K15 bản cộng xuất EU, 9 phụ kiện và 5 mặt ốc inox trên trục quay 360. Ngày 12 tháng 7 năm 2023 được gửi về cho chị Trần Hải ở địa chỉ ngõ 3 xóm Đông, Kim Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. Và chiếc nò chiên không dầu Capen K15 bản cộng xuất EU, 9 phụ kiện và 5 mặt ốc trên trục quay 360 này Thành Được cam kết bảo hành chính hãng cho chị 24 tháng, lỗ sản xuất 1/1 trong 30 ngày. Và hết bảo hành sau 25 thì Thành Được vẫn cam kết là hỗ trợ bảo trì, thay thế sửa chữa linh kiện, trọn đời máy. Đấy, thì trước khi gửi đi thì đều sẽ được bỏ ra ghim điện, test máy, kiểm tra thôi. Thực tế luôn này. Đấy, thùng này đều được bóc ra hết này. Bóc hết cả da, cả trong thùng ngoài. Đấy, các lớp giấy rồi xốp. Đấy, phụ kiện đi theo kèm theo lò và chúng ta sẽ có 9 phụ kiện và 5 ốc trục quay 360. Thì ở trong cái lồng quay này, ở phía trong ấy, nó sẽ có hai cái vỉ ở trên cái bộ trục quay 360. Tất cả đủ 5 con ốc, một cái tay chống máy, hai cái ghim để quay gà vịt nguyên con. Đây, đặt tạm ở đây. Đấy, vỉ chiên sâu lòng này. Khay hướng dầu này. 10 que xiên này. Cái vỉ chiên mắt mau. Trục quay 360 này.
phiếu bảo hành chính hãng này, sách hướng dẫn sử dụng này, vì vì chiên thanh inox dày và cái tay để lấy đồ, đủ tất cả 9 phụ kiện và 5 con ốc trục quay 360. Đặt vào đây đủ phụ kiện, ấm siêu tốc Win, lò chiên không dầu, nồi cơm điện Media MDLC 1870 này, đang chuẩn bị để bọc lại gửi đi cho khách này. Và bên thành được thì rất nhiều lõi lọc nước nha, số 1, số 2, số 3. Đấy, những hàng bình thủy nội địa Nhật, Jody Soji này. Ở đây phía bên này thì hai cái máy giã hạt kia đây. Đây là cái phụ kiện đi kèm này, xử hấp này. Đấy, miếng bọt biển để vệ sinh này, một cốc đông này. Đây cả hai cái này, hai máy này. Sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, hàng em sẵn kho số lượng. Đây là cái lòng nồi của chiếc lò chiên không dầu Capen này. Đấy, inox trắng xước này. Phía trên thì có mâm nhiệt, cái mâm nhiệt xoắn này. Ở phía trên thì sẽ có quạt tối ưu gió Rapid Air và được bảo vệ bằng một lớp inox. Đèn thủy tinh chiếu sáng phía trong này. Trục quay 360 này. Giá đỡ này. Và phía dưới thì sẽ có thêm hai thanh nhiệt kép MySor bổ trợ nhiệt. Bản nề trợ lực 3 lớp chống rơi vỡ. 16 chức năng cài đặt sẵn, 8 phím cảm ứng, một chạm, một nút bán cơ. Cánh cửa trợ lực này. Có hai lớp cửa kính, kính bên trong là kính cường lực chịu nhiệt và kính bên ngoài là kính Meca cách nhiệt. Su 304. Hai glass Genomy Technology Stainless Steel SUS D Jeyo 4. Bật máy này, màn hiển thị lên này, xoay núm mà chọn các chức năng này. Bật đèn này, chế độ cài đặt bằng tay này. Đấy. Nguồn nhiệt phía trên này, nguồn nhiệt phía dưới này. Tắt này, tắt nguồn nhiệt này. Hẹn giờ trước khi nấu này. Đấy, sau khi đã kiểm tra này, ok thì cũng như với những sản phẩm thiết bị khác này, từ máy sữa hài này là ấm siêu tốc hay là bếp từ, lò chiên vân vân, máy phát, máy lọc nước, rồi điều hòa, máy lạnh, máy bếp từ này, cái chiếc lò chiên không dầu Kibo này cũng vậy này, cái lò chiên không dầu Kibo này thì cũng được dán tem bảo hành cũng như các sản phẩm khác này, khi mà đã kiểm tra ok để bán đi cho khách này, thì chiếc lò chiên không dầu Capen này cũng vậy này. Thông số, nguồn gốc xuất xứ, rồi sẽ có tem mác bên thành được, và chiếc tem dán này nó sẽ đi theo máy đến suốt đời. Máy còn tem còn, máy mất tem mất. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm thì cái tem này nó vẫn sẽ theo máy. Trừ khi là nhà gia đình các bác bóc ra. Ốc inox là đóng cái máy này. Đấy. Hàng xịn sò nhìn nó khác chứ. Anh em vẫn sẵn kho nhé. Sẵn kho đây là kho số 1 nhé. Kho số 2 thì riêng nồi chiên và nồi cơm điện thì các bác vào kho số 2 cái bạt ngàn luôn. Không phải nghĩ Capen, Highwood, Kibo, loa kéo này. Đây, bây giờ là gần 1 giờ đêm rồi này, trời tối này, không nhìn thấy bóng người, tất cả nhà dân xung quanh đóng cửa hết rồi. Và thậm chí là cái cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, lượng xe đi lại cũng rất là vắng luôn. Gần 1 giờ sáng rồi, hơn 12 giờ đêm rồi. Thì vẫn đang đóng hàng để gửi đi cho tất cả các bác, các anh, các chị này. Đây là lời làm việc của Thành Được này. Quay chụp rồi live stream này, thực tế này. Đấy, hàng hóa, làm việc công khai, địa chỉ, số điện thoại, uy tín. Hàng hóa cái đầy đủ, giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng. Bao anh em thợ ở trong ngành, trong nghề kiểm tra thẩm định máy. Đấy, tất cả cái phụ kiện đây đi kèm theo hai cái máy sữa hạt này. Quên Thành Được đã không cho vào phía bên này. Đây là hai máy sữa hạt đã kiểm tra ok rồi. Đấy, tem mác này, dán hết ở đây đủ. Đấy, Thành Được coi uy tín, quý như sinh mệnh. Và trong cái video này Thành Được sẽ giới thiệu qua cái kênh bán hàng này. Đây là Facebook này.
Facebook thành được. Đây là Facebook bên thành được này. Fanpage này, fanpage thì sẽ có những cái fanpage sau. Hiện tại sẽ có những cái fanpage như là sau này. Tổng kho thành được này, tổng kho thành được này. TD Smart này. Đấy, tổng kho thành được. 2,9 nghìn người theo dõi nhé. Và một kênh là tổng kho số 2 này. 2,3 nghìn người theo dõi. YouTube thì sẽ có những cái kênh sau. Đây là YouTube này. Đấy, tổng kho thành được. 1,76 nghìn người đăng ký. 1,5 nghìn video. Nếu mà ai là anh em điện tử liên lạc hoặc là anh em buôn bán linh kiện bạn. Đây là kênh của thành được. Và sẽ có thêm một số kênh nữa. Đây, đây Shopee này. Shopee. Shopee là kho hàng thành được nhé. Kho hàng thành được thì sẽ có hơn 5.000 lượt theo dõi. Cái này thì em không check được trên hồ sơ của Shopee. Đây, 96 sản phẩm này, 5,8 nghìn người theo dõi, 231 đánh giá, tham gia 29 tháng trước. Đây là kênh Shopee bên thành được. Đây những kênh hiện tại cho các bác check. Và sẽ có thêm một kênh YouTube nữa là hàng nội địa Nhật thành được và một cái tổng kho thành được nữa. Đây là những cái kênh phụ. Tổng kho thành được 999. Và cái tên nick nó sẽ là kho hàng thành được, viết liền không dấu. Có hình ảnh, hãy định hình ảnh thương hiệu ngày xưa. Quay trở lại, đây là fanpage này. Đây là Facebook này. Facebook thành được 8,7 nghìn người theo dõi. Mười hai rưỡi đêm này. Máy sạc Win LM358H sẽ những sản phẩm như nồi chiên, nồi chiên, ấm siêu tốc, nồi cơm và tất cả những sản phẩm đang được thành được đóng gói, có thể là đóng gói này sẽ rơi vào tầm hơn 1 giờ đêm thì mới được đi ngủ. Thế còn cái test hướng dẫn sử dụng thì trong ngày hôm nay khuya quá rồi nên là cũng không thể test được kỹ càng. Các bác có thể riêng về ấm siêu tốc Wing này thì mọi người có thể là gõ vào YouTube, gõ tổng kho thành được, sau đó gõ tìm kiếm hướng dẫn sử dụng máy sữa hạt Wing. Thì thành được có làm một vài cái video hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết và cụ thể. Hãy nhìn cái hàng nó rất là chắc chắn, đầm, chất lượng tương đối ổn, tương đối ok so với giá thành. Loa kéo ấy. Rồi, ấm siêu tốc, bình thủy, nồi cơm, vân vân. Các bác có thể liên hệ với thành được trực tiếp qua số điện thoại 094 987 311, Zalo 0972802081, Facebook và Zalo 0949873111, Zalo 0972802081. Xem hàng trực tiếp tại kho số 1
địa chỉ số 43 đường Thành Công, Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu nại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thanhduoc2807@1992 a@gmail.com. Và những cửa hàng hoặc anh chị đại lý trên toàn quốc muốn hợp tác thương mại những sản phẩm bên Thành Được đang phân phối thì có thể liên hệ trực tiếp với Thành Được hoặc đến tại nơi. Và các anh chị ở xa các cái tỉnh phía Nam mà miền Trung ý, thì điều kiện xa xôi thì có thể liên hệ gọi điện qua cho Thành Được và chúng ta làm việc trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện video call để xem hàng cũng như là hàng bên Thành Được thì sẽ được hỗ trợ bảo hành trên toàn quốc. Em mọi người thì an tâm tuyệt đối. Thành Được với phương châm thành tín, coi uy tín quý như sinh mệnh. Thành trong lòng thật trung thực, tín trong uy tín, tận tâm nhiệt tình trách nhiệm. Điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Nam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Với chiếc lò chiên dầu Cape này cũng vậy, thì mọi người có thể lên YouTube và gõ kênh Tổng Kho Thành Được, sau đó gõ tìm kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm hướng dẫn sử dụng lò chiên dầu Cape K15. Đấy, Thành Được có làm rất là rõ K15 hay K+ hay bản xuất gì đó thì chúng ta có thể vào kênh YouTube của Thành Được để gõ ra. Máy sữa hạt cũng vậy, có đầy đủ các video hướng dẫn cụ thể sử dụng chi tiết và làm sao để máy nó bền. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.